chào mọi người nhé hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn một cái app là để giảm giật giảm lang và tăng fps cho các bạn khi máy các bạn máy yếu máy đời thấp cho dòng android và ios thì bây giờ cái app này là cái app tên là gfx tâu các bạn có thể lên ch play và App Store có thể tải được về nhé Mình mình dùng cái Android thì mình sẽ vào CH Play Rồi chúng ta ấn tìm kiếm là GFX Tool Đấy Nó ra cái đầu tiên thì mình hiện tại là mình đã tải rồi Các bạn chưa tải thì các bạn ấn vào phần download nhé Mình tải rồi mình sẽ ấn vào mở này sau khi các bạn tải xong và mở app lên thì sẽ hiện ra tất cả những cái phiên bản của hoặc là tất cả các phiên bản BOBG 1.6x Gopan thì mình chơi là chơi bản Việt Nam thì mình sẽ ấn vào bản 1.6x mở hoặc VN VN là Việt Nam nhé mọi người đấy các bạn ấn vào đây chọn này à, đây là phần quảng cáo thì chúng ta đợi một lúc rồi đấy hết cái phần quảng cáo này chúng ta lại vào phần tiếp theo nha. áp là hơi hơi có nhiều quảng cáo nhưng không sao miễn phí mà dùng phát ly có quảng cáo không sao đâu mọi người. rồi chúng ta quay lại này. rồi sau khi chúng ta ấn vào chọn cái phiên bản mà chúng ta chơi thì chúng ta sẽ chọn là um, các cái hình ảnh và thông số để cài đặt trên game nhá. Ở cái phần này là cái độ phân giải màn hình này. Có các bạn máy càng khỏe thì các bạn để cái độ phân giải màn hình càng cao. Các bạn nào máy yếu thì các bạn có thể ấn vào 768 x 432. Thì mình ở đây là mình dùng nốt 9 Samsung Galaxy Note 9 ý. thì mình sẽ để cái độ phân giải màn hình là 1920 x 1080. Đấy, còn graphic là cái đồ họa thì đồ họa thì các bạn mình hay để làm Smooth các bạn bạn chọn vào Smooth fps là, mình dùng máy của mình chỉ lên được 60 fps thôi thì mình sẽ chọn bộ 60 fps ở đây là độ khử răng cưa là 2x này còn lại tất cả những cái khác thì các bạn cứ để nguyên bản nhé sau khi các bạn chọn cài đặt xong thì các bạn phải ấn vào cái chỗ xe và control ở phần dưới cùng ấy thì các bạn ấn mà chọn vào Enable thì Enable là cái để lưu cái cài đặt trong setting lưu cái các setting ở trong game của các bạn ấy nếu các bạn không ấn vào thì các bạn sẽ bị mất cái setting ở trong game thì các bạn phải setting lại đấy nên các bạn lưu ý cái phần này nhé chúng ta sẽ chọn Enable đấy. rồi sau khi ta chúng ta chọn xong thì chúng ta bắt đầu ấn vào Aspect à, thì đấy. cái cái cái, phần ở giữa này, mình cũng chả biết đấy rồi ra quảng cáo mà phần mà chắc chắn chắc chắn là phải có quảng cáo rồi chúng ta ấn nút x đi sau khi sau khi um, xong thì chúng ta sẽ ấn vào run game Đấy, ấn vào run game thì so các bạn sẽ trải nghiệm nha chắc chắn là sẽ khác với um, hồi lúc mà chúng ta chưa dùng đấy chúc các bạn thành công nha